Được biết, đây chỉ là những thống kê ban đầu của ngành văn hóa, thể thao và du lịch Quảng Nam do các khách sạn, khu du lịch cung cấp, trong khi hiện vẫn còn rất nhiều các khách sạn chưa cung cấp thông tin về mức độ thiệt hại về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh vì còn phải chờ thẩm định. Bên cạnh các thiệt hại về hạ tầng kể trên, theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, trong thời gian bão số 11 chuẩn bị đổ bộ, từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, tất cả các tour du lịch đến Quảng Nam đều bị hủy bỏ. Từ ngày 17 tháng 10, một số đơn vị như khu phố cổ Hội An, khu di tích Mỹ Sơn, khách sạn Golden Stand đã đón khách trở lại. Bên cạnh đó, vẫn còn nhiều khách sạn ven biển, khu du lịch khác hiện đang khắc phục và chưa thể đón khách. Thậm chí có khách sạn một mặt vẫn bắt đầu đón khách quay trở lại, nhưng mặt khác vẫn đang tập trung nhân công để khắc phục hậu quả của bão số 11.